Hello mọi người, mình là Su về đây. Thì hôm nay mình sẽ làm cái bài test nhỏ nhỏ để mà làm rõ cái skill thứ tư của con Tôn Tử. Nó ghi là thưởng sát thương kỹ năng lên 20%. Liệu rằng là cái skill này nó có ảnh hưởng lên hệ số chữa lành của con Richard hay không? Và cái bài test thứ hai đó là liệu rằng là cái skill thứ tư này của con Tôn Tử á, nó ngoài việc là nó tăng đam cho skill thứ nhất của con tướng khác, thì nếu như mà cái con tướng khác này nó có thêm những cái skill khác ở phía sau mà nó cũng gây thêm hệ số sát thương thêm giống như con Kusunoki như thế này, thì cái skill thứ tư của con Tôn Tử đó nó có gây thêm đam cho cái skill thứ tư này hay không? Thì giờ vô bài test thứ nhất nha. Bây giờ mình sẽ đánh con mang rỡ 23 này và mình sẽ dùng con Recharge của mình, chỉ đem Recharge thôi và mình sẽ không đem bộ binh, tại vì mình sợ là con Recharge nó có những cái tăng thuộc tính của bộ binh á nó sẽ ảnh hưởng, thì mình sẽ chỉ đem kỵ binh thôi. Rồi các bạn để ý xem là nó chữa lành bao nhiêu nha. Hai không sáu tám nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ đem con Richard và đem con Tôn Tử làm tướng phụ, cũng đem 50k kỵ binh luôn. Một chín bảy tám đúng không các bạn? Hồi nãy là 2000, 2000 lẻ mấy á, giờ là 197 mấy. Cái skill thứ tư của cái con Tôn Tử này nè là nó không có ảnh hưởng lên chữa lành của con Richard nha. Rồi giờ mình sẽ làm bài test thứ hai, mình sẽ đem con Kusunoki. Chỉ đem Kusunoki thôi và mình cũng đem 50k lính kỵ binh, mình không đem cung binh nha. Rồi các bạn để ý xem là skill thứ nhất của nó ra skill á thì đam là bao nhiêu, và cái skill thứ tư của con Kusunoki ra đam là bao nhiêu nha. Sáu trăm hai mươi hai đúng chưa? Rồi hồi nãy á, là skill thứ nhất nó ra skill rồi gây đam là 622, nhưng mà skill thứ tư của con Kusunoki nó chưa ra được. Cái này chỉ có 10% cơ hội thôi à. Đây. Coi thử đam nó là bao nhiêu nha. 900 957 đúng không? 622 và 957. Giờ mình sẽ đem Tôn Tử đi theo để xem là đam nó có lên không nha. 622 và 957. Một ngàn luôn nè, 1001 luôn nè. Vậy là skill thứ tư là rõ ràng là có tăng nè, 700 luôn. Ok, qua cái bài test này mình có thể thấy được rất là rõ ràng đó là cái skill thứ tư này của con Tôn Tử á, nó không ảnh hưởng lên cái hiệu quả chữa lành của con Richard, nhưng mà đối với skill thứ nhất của những cái con tướng khác á thì nó sẽ tăng đam lên. Và đối với những con tướng nào ngoài cái skill thứ nhất của nó có thể gây đam, có thể có những con tướng nó có thêm những cái skill khác gây thêm hệ số sát thương thêm, thì skill thứ tư của con Tôn Tử vẫn có thể làm tăng thêm đam của những cái skill mà hệ số sát thương thêm giống như con Kusunoki như thế này. Tương tự như vậy nha, có một cái con đó là con Yi Song Gi. Con Yi Song Gi này nó cũng có cái skill thứ tư y chang con Tôn Tử luôn, nhưng mà nó thưởng sát thương kỹ năng nhiều hơn con Tôn Tử nữa, nó lên tới tận 50%. Là có một cái cặp combo mà mình thấy rất là nhiều người chơi, đó là con Richard làm tướng chính và con Yi Song Gi làm tướng phụ. Thì khi mà các bạn đem cái cặp như thế này á
thì cái skill thứ tư này nè, nó sẽ không ảnh hưởng gì hết đến cái hiệu quả chữa lành của con recharge đâu. Nó chỉ ảnh hưởng lên cái đam đỏ thôi. Rồi cũng tương tự như thế này luôn, con Elsie nè, các bạn coi skill thứ hai của nó có hệ số sát thương thêm 1000 đúng không? Thì nếu như mà các bạn đem con Elsie với lại con Yisonggi đem đi chung với nhau thì cái skill này nó sẽ gây ảnh hưởng lên cái đam này nha. Rồi tương tự luôn, nếu như mà các bạn đem con Tôn Tử làm tướng chính và đem con YSG Yisonggi làm tướng phụ, cái cặp này mình thấy có rất là nhiều người đem. Nhưng mà trước đây á, mình không hiểu là tại sao họ lại đem một con tướng bộ binh mà lại kết hợp với lại một con tướng phụ là con tướng cung binh. Thì đa số là người ta sẽ chọn con tướng phụ đó cùng một hệ chung với lại con tướng chính. Nhưng mà mình thấy có rất là nhiều người họ đem Tôn Tử làm tướng chính và đem Yisonggi làm tướng phụ. Một trong những lý do đó làm cho cái cặp này rất là mạnh đó là con Yisonggi nó tăng ở đây 50% và con Tôn Tử nó tăng ở đây tăng thêm sát thương kỹ năng 20%, vậy là tổng cộng các bạn tăng được 70% nha các bạn, rất là ngon luôn á. Cho trong khi đó con Tôn Tử này nè, nó lại có skill đam LE đam tới 5 mục tiêu lận. Và con YSG này cũng vậy luôn, đánh nếu mà các bạn nâng mát á, nó đánh nguyên cái vòng tròn rất là rộng luôn. Bởi vậy cái cặp mà Tôn Tử làm tướng chính và con YSG làm tướng phụ, cái cặp này khá là mạnh nha các bạn. Này, tương tự như con tướng này, con Mèo Mẹt nè, nó cũng có hệ số sát thương thêm là 1000 đúng không? Thì cái skill này và cái skill thứ tư của con Tôn Tử đều ảnh hưởng lên đam đó nha. À, tương tự như trong bộ binh á, có một cái con tướng là con tướng Alex. Cái con tướng Alex đó nó có skill thứ hai là đam từ 1007 lần. Thì cái thưởng sát thương kỹ năng này cũng ảnh hưởng lên nha. Bởi vậy nếu như mà các bạn có thể đem được con Tôn Tử làm tướng chính, con Alex làm tướng phụ, thì cái skill thứ hai của con Alex khi mà nó nổ đam lên á, là cái skill thứ tư này sẽ boost thêm đam lên cho cái skill thứ hai của con Alex đó nha. Rồi thì video clip về làm một cái bài test nho nhỏ để mà làm rõ cái skill nó là thưởng sát thương kỹ năng này của mình đến đây thôi. Thì hy vọng là qua cái clip này thì các bạn có thể hiểu thêm được về skill của những cái con tướng và có thể giúp ích được cho các bạn khi mà xếp cặp cho những con tướng được một cách hiệu quả hơn. Thì video clip này của mình đến đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy thích video này, để lại một like và subscribe kênh ủng hộ cho kênh mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.